Đi làm về đêm hôm, thanh niên thấy mọi người nằm la liệt ở hai bên đường vì lý do này. What the hell? Theo đó, một thanh niên đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh làng quê nhà mình nhưng mà mấy ngày hôm nay trông nó lạ lắm. Cụ thể trong lúc đang di chuyển trên con đường làng vào buổi tối, anh đã thấy mọi người nằm la liệt ở hai bên đường, người thì giải chiếu, người thì mắc võng. Một số người khác thì chỉ cần một chiếc dép cùng một vài người hàng xóm thân thiết, họ cùng nhau tâm sự hết cả đêm khi nào buồn ngủ thì chợp mắt. Dù cùng nhau ra đường ăn nằm nhưng có thể thấy trên tay ai cũng cầm một chiếc quạt tay phe phẩy. Lý giải cho điều kỳ lạ này chắc chắn không gì khác ngoài sự cố mất điện trong những ngày gần đây. Không chỉ tại các thành phố lớn, đến cả các vùng nông thôn cũng xảy ra tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy bất tiện. Buổi sáng thì có thể vào hang, ra bờ sông nhưng khi đêm về, mọi người lại trở về nhà nằm luôn ở ngoài trời cho đỡ nóng. Chứng kiến cảnh này, nhiều người đã cảm thấy hơi ngứa ngứa một tí, bởi lẽ với cái tầm nằm cả đêm ở ngoài thế thì chắc hẳn những chú muỗi sẽ là các sinh vật vui vẻ nhất. Tuy nhiên, điều chắc chắn có thể thấy là tình cảm hàng xóm láng giềng đều đi lên khi không họ được rời xa các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh để gần gũi, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.